Đông Nam Á đầu năm cho đến Hà Nội với trận chung kết SEA Games. Thì các đội bóng U23 chúng ta đều ghi bàn người Thái Lan bằng đứng đầu. Chính xác. Một trận bóng đá của người Thái Lan là bình hòa thế này. Rồi là thằng Candy bây giờ cũng phải dâng cao. Và thêm một tình huống phá bóng ra xa nữa từ phía Việt Anh. Chiến giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Mano Polking đã căng thẳng, đã kịch tính cho tới gần những phút cuối trận. Và đó là thời điểm mà U23 Việt Nam của chúng ta tăng tốc. Và tất cả chúng ta đến từ công viên đấy ạ. Người vừa mang lại sự thanh bình cho khu vực 16m50 của U23 Việt Nam bằng quả đánh đầu pha bóng lên. Còn khoảng 2 phút nữa thôi, các cầu thủ cố lên nào. Thêm một cú đánh lên nữa của Thanh Bình. Hay quá. Bây giờ thì hệ thống phòng ngự của chúng ta đang có được sự kết nối và bóng lót cho nhau hiệu quả. Sự gap là rất lớn ở trong những phút cuối cùng này của hiệp 2. Có 11 trận liên tiếp mà thế chúng ta có 9 giờ mọi người ơi, phút 89 giờ liên kỳ rồi. Chuẩn bị chúng ta cố lên nào. Thì bọn chúng ta cố lên nào. Việt Nam ơi, phải khắc đầy khó khăn như thế này. Chính xác. Ném biên cho Việt Nam chúng ta. Thể hiện rất cho những ai có mặt ở sân Mỹ Đình ngày hôm nay khi đang được chứng kiến những phút giây sẽ đi vào lịch sử. SEA Games lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam vào ngày chủ nhật trong vắt. Nhiều ta bạn ở trong ngày vui ngày thắng. Chiến thắng huy hoàng, 30 năm đấu tranh giành trọn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Mọi người Việt Nam, to lên lên, Việt Nam, to lên lên, Việt Nam, giống như cái cách mà chúng ta triển khai thế trận phòng ngự ngày hôm nay. Việt Nam, và khi thể Việt Nam tận dụng được nó. Vâng, chỉ còn khoảng 2 phút nữa thôi, 2 phút nữa thôi. Mọi người ơi, 2 phút nữa. Đó là số 5 Lâm Duy Cương và số 6 Dung Quang Nho. Thì bắt
đã nhìn đồng hồ rồi. 2 phút nữa thôi. Rất có thể 2 phút nữa. Rất có thể hơn 2 phút còn lại cũng là hơn 2 phút cuối cùng của thầy Bắc. Việc bóng trao triệu văn phục Việt Nam chúng ta đang đến thở hết. Những người phút công rồi khiến những người đau tim của U23 Việt Nam lại càng trở nên tốt hơn khi tất cả đều chiến thắng đối phương trong những quả bóng cần sức vượt. Cố lên nào, anh Bình, hay quá. Benavides đang có bóng. Gần hết 3 phút bù giờ. 1 phút nữa thôi, 1 phút nữa thôi. Phá bóng lên đi Việt Nam ơi. Càng cho thấy sự sốt ruột trong việc tìm bàn thắng đại lưới của U23 Việt Nam. Ba ơi, chuẩn bị nhà em ơi. Ôi, còn 30 giây nữa thôi. Chúng ta vừa giúp đỡ người ta với tấm bàn. Bây giờ không rút thẻ gì cũng được hết. Hình ảnh các cầu thủ như này trên khán đài của sân Mỹ Đình mà áo cờ đỏ sao vàng và cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ngày hôm nay trên các con phố từ Bắc vào Nam thì như vậy sẽ xuất hiện rất rất nhiều và cùng chia sẻ niềm vui với các cầu thủ U23 trong ngày hôm nay. Tất cả các cầu thủ U23 thật tuyệt vời với một tài năng mới đầy triển vọng, Phan Tuấn Tài, một cầu thủ rất tài. Hết giờ lâu rồi ạ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã ra dấu hiệu cho thấy là